Bia là phát minh của phụ nữ hay đàn ông? Phụ nữ hơn 7.000 năm trước ở nền văn minh Lưỡng Hà để nấu thức ăn cho những người đàn ông chuẩn bị đi săn bắn. Vô tình trong nồi nước của họ lại lẫn một vài vi khuẩn lên men, và thế là loại nước họ nấu ra trở thành vại bia đầu tiên của loài người. Người cổ đại cho rằng bia tinh khiết hơn nước, điều này đúng hay sai? Đúng, vào thời cổ đại có người tin rằng bia còn sạch hơn cả nước khoáng, bởi các loài vi khuẩn gây hại đã chết trong quá trình lên men và bia có những thành phần dinh dưỡng mà các đồ uống khác không có. Việc ủ bia đã được thực hiện từ bao nghìn năm trước? 6.000 năm trước, người Sumer đã tình cờ phát hiện ra quá trình lên men, có thể do một miếng bánh mì ngấm nước sau một thời gian đã lên men mà người ngửi thấy hoặc ăn phải bị say. Người cổ đại dùng chất liệu gì để làm ống hút uống bia? Rơm và vàng. Người cổ đại đã dùng rơm để làm ống hút uống bia. Cách đây hàng nghìn năm, người cổ đại đã biết chế tạo những công cụ uống bia sơ khai nhất. Người Sumer, Babylon hay Ai Cập cổ đại từng dùng sợi, rơm hoặc thậm chí là vàng để chế tạo ống hút uống bia. Men bia được con người biết đến ở thế kỷ nào? Thế kỷ 19. Mặc dù nó xuất hiện từ thời cổ đại, nhưng con người chỉ thực sự hiểu biết về cách thức hoạt động của nó vào thế kỷ 19. Nấm men lần đầu tiên được phát hiện năm 1800. Vai trò của nó trong quá trình lên men được phát hiện bởi Louis Pasteur, một nhà khoa học lừng danh người Pháp. Có mấy loại bia cơ sở trên thế giới? Có hai loại bia trên thế giới là bia Ale và bia Lager. Bia Ale được sản xuất theo phương pháp lên men nổi, nhiệt độ cao, có hương vị hoa quả. Bia Lager sản xuất theo phương pháp lên men chìm, nhiệt độ thấp, phổ biến ở châu Âu. Tổng thống Mỹ nào từng là nhà sản xuất bia? Tổng thống George Washington từng là nhà sản xuất bia. Nước nào uống nhiều bia nhất thế giới? Cộng hòa Séc. Bình quân mỗi người dân Séc tiêu thụ khoảng 40 lít bia mỗi năm. Loại bia nào mạnh nhất thế giới? Loại bia mạnh nhất trên thế giới có nồng độ 67,5%. Nó được đặt tên một cách tinh tế là nọc độc rắn, và các nhà sản xuất Scotland tự hào về một tỷ lệ cao như vậy, trong khi các loại bia bình thường chỉ có nồng độ 10%. Còn bạn biết những loại bia nổi tiếng nào?